Không anh em, mấy nay mua được nhiều xe đẹp quá trời luôn nè. Model 2019 Mazda 3, form dáng đẹp cực đỉnh luôn, lướt chạy 41.000, 40.000 như một chiếc xe mới hãng sao vậy, hấp kính đó. Rồi, có thêm cái hắn điện tử số sport bản full cao cấp của dòng Mazda đó, cửa nắp bản full chị ha. Em này chạy cực kỳ xuống luôn chị nha, quá đã luôn đó. Tú khí quá trời luôn nè anh chị, vô lăng nhìn như mới luôn đó. Cửa nắp đó, tem bọng nhãn mát. Anh em về đi thôi, bao xài bao chạy, bao chén bao quay đầu nha. Để cho anh em mình xe này chỉ có hơn 400 thôi, bao hồ sơ cho anh em mình luôn đó. Ngày trước em bán màu trắng đi nhiều cái số hơn, mà bán đã 468 rồi, xe này đi ít cái số hơn, nhưng bán chỉ 46 thôi đó. Mua được giá tốt để anh em giá tốt ha. Anh em quan tâm cái này nhắc máy alo mình 0866 678 971, 0834 33 3371. Em cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp anh em mình clip tiếp theo nha. Chúc em mình buổi sáng vui vẻ, nhiều sức khỏe. Anh em chưa đăng ký, bấm nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều video ạ.